Một nhẫn kim cương trị giá khoảng 950.000 Mỹ Kim thất lạc khỏi Viện Bảo tàng British Museum từ 6 năm qua, đến nay mới chính thức ghi nhận bị mất tích. Theo đài BBC News, chiếc nhẫn Cartier được một ân nhân đặc danh hiến tặng cho Viện Bảo tàng và được báo mất tích với cảnh sát vào năm 2011. Sự thất lạc được tiết lộ trong báo cáo hàng năm của British Museum, trong đó cho biết giá trị của chiếc nhẫn vẫn được liệt kê là vô giá. Một phát ngôn viên của Viện Bảo tàng cho hay, thủ tục của British Museum là báo cáo sự mất mát 5 năm sau khi một món đồ được phát giác là thất lạc. Người phát ngôn viên nói rằng, chiếc nhẫn được nhân viên của British Museum khám phá bị mất hồi tháng 8 năm 2011. Theo thủ tục của British Museum, với sự đồng ý của các giới chức quản trị, chiếc nhẫn được chính thức báo cáo bị mất sau 5 năm. Cũng theo giới chức Viện Bảo tàng, kể từ ngày thất lạc, British Museum thực hiện tiến trình quản trị các bộ sưu tập, đồng thời tăng cường an ninh ở khắp viện.